này thì ta bày kêu khác, đúng không các em? Vậy thì bây giờ chị cà chua sẽ nghĩ ra cái khác để ấp trứng gà. Tàn tàn tàn. Hello các em ơi, các em biết gì đây không? Hôm nay cà chua sẽ làm một cái thùng ấp trứng siêu to khổng lồ. Wow. Với cái thùng rất là to như thế này. À, các em biết không? Hôm nay chị sẽ làm một điều vô cùng đặc biệt. Điều đặc biệt đó là gì thì lát nữa chúng ta sẽ được biết nha. Và trước khi bắt đầu video này thì các em nhớ bấm tặng cho chị cà chua một like nè. Với mong ước mãnh liệt là nhờ cái thùng này thì sẽ nở ra được một đàn gà rất là dễ thương. Không biết là điều ước có trở thành sự thật hay không. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với chúng ta một cái gọi là khai đảo trứng. Wow, nghe rất là lạ đúng không? Mà không phải là đảo trứng bằng tay đâu, mà là đảo trứng tự động. Chị nghĩ là nguyên nhân chủ yếu làm cho cái đợt ấp trứng lần trước của chị không thành công là do là chị đảo trứng không có đều. Chị đảo bằng tay á, đảo mỗi ngày. Tuy nhiên là nó không phải là chính xác theo giờ giấc giống như là máy, mà mình tự đảo bằng tay, khi nào nhớ ra thì mình sẽ đảo đó các em. Và khi nào mình có thời gian mình sẽ đảo. Nhưng mà các em biết không, cái khay đảo trứng này nè, nó được hẹn giờ đó, đảo rất chính xác theo thời gian. Vì thế chị cà chua hy vọng là nó sẽ nở ra được. Bây giờ chị sẽ cho chúng ta xem cái khay đảo trứng tự động này nha. Later. Như các em cũng đã biết, lần trước là chị đã mua máy ấp trứng Ánh Dương đúng không? Cho nên lần này chị sẽ mua khay đảo trứng tự động Ánh Dương luôn, để cho nó đồng bộ. Chắc chắn lần đầu tiên có rất là nhiều em biết đến cái này đúng không? Chị cà chua cũng lần đầu tiên biết luôn á. Tèn tèn. Và đây là toàn bộ khay đảo trứng của chúng ta. Hay da, đó rất là đơn giản luôn. Các em xem nè. Ý như là một cái khay nhựa bình thường đúng không? Nó vi diệu lắm nha. Vì đây là khay đảo trứng tự động, tức là nó tự động hóa hoàn toàn luôn. Mình không cần phải canh giờ hay gì hết trơn á. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Nên là bây giờ chị sẽ lắp vào cho chúng ta xem luôn nha. Thời đại bây giờ đúng là công nghệ phát triển thật chứ. Đây là những cái thanh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thực ra chị đã nghiên cứu những video ở trên mạng và biết được cái máy này, cho nên là chị mới đặt đấy. Cái này là có giá là 300 rưỡi. Đây là những cái thanh mà chúng ta sẽ cho vào đây nè. Đó, ở đây người ta có những cái đồ ngăn 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 chia như thế này cho mình. Thực ra có nhiều cái loại khay đảo trứng lắm đó các em, giá cũng rẻ hơn nữa. Tuy nhiên chị chọn khay này, thứ nhất là nó đồng bộ với cái máy ấp trứng của chị, thứ hai là cái khay này có thể đảo được nhiều trứng khác nhau, chứ không phải là chỉ mỗi trứng gà hay trứng vịt. Ví dụ như là chúng ta muốn ấp trứng ngỗng cũng được nè, hoặc là trứng cút cũng được nè. Nói chung là trứng to nhỏ gì thì tùy những cái kích thước mà mình sẽ cho như thế này. Ví dụ như là trứng ngỗng thì mình sẽ to to như thế này đó, vừa cái trứng ngỗng ha. Còn ví dụ như là cái trứng cút thì chị sẽ cho nhỏ như thế này để vừa cái trứng cút. Còn chúng ta trứng gà thì khoảng cách nó như đây. A few moments later. Tên đó, đã xong rồi. Cái khay này thì chúng ta sẽ có hai lớp nha, một lớp bên trên như thế này. Đó, các em thấy không? Chị sẽ tách cái này ra để cho chúng ta xem hai lớp khác nhau như thế nào. Đây là lớp bên trên nha. Các em thấy không? Đó, nó có thể tách thành hai lớp, một lớp bên trên và một lớp bên dưới. Lớp bên trên thì có những cái lỗ nhỏ, còn lớp bên dưới thì sẽ có những cái lỗ to như thế này. Và phía bên dưới này nó có một cái bộ phận này, chị nghĩ là nó xê dịch cái khay của chúng ta, làm cho quả trứng của chúng ta có thể lăn được. Hay quá. Bây giờ chị sẽ kết nối cái khay đảo trứng này với cái máy ấp trứng để xem là cái cơ chế đẩy như thế nào nhé. Đây là cái máy ấp trứng hôm bữa mà chị đã mua để ấp được trưa. Tuy nhiên đúng thành công buồn ghê. À, và chị được hướng dẫn là chúng ta sẽ kết nối cái dây màu đỏ này với cái khay đảo nha. Đó, nó có cái khớp, mình cho vào là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem là nó đảo như thế nào nha. Chị cũng chưa được xem thực tế nó đảo như thế nào. Cắm điện chưa? Đây, các em quan sát nè. Quên. Để biết được nó đảo như thế nào thì chúng ta cần phải cung cấp trứng cho nó đảo chứ đúng không? Quên mất. Đây, ta-da. Đây là trứng mà chị đã chuẩn bị. Bên này sẽ là 10 quả trứng gà công nghiệp, bên này là 10 quả trứng gà ác. Nó là hai cái loại khác nhau giống như cái lần trước chị đã chuẩn bị đó các em. Cắm điện nha. 1, 2, 3. Ý, cái máy thử
khởi động rồi. Hey, các em xem nè, xem nè. Đó. Wow. À, những quả trứng của chúng ta đang được đảo nè. Đó, thấy không? Các em thấy nó lăn 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 không? Đó, và bây giờ các em thấy không? Nó đã đẩy cái khay bên trên về phía bên này lại để cho những quả trứng của chúng ta lại lăn tròn một lần nữa. Đó, chỉ có cái khay bên trên của chúng ta là chuyển động thôi, còn cái khay bên dưới là giữ nguyên. Và nhờ cái trục này gắn kết hai cái, khi cái trục xê dịch thì cái khay bên trên của chúng ta cũng xê dịch theo đó. Em thấy không, nó lọt thỏm vào phía trong này à, và phía bên này nó có dư chút xíu, phía bên này dư nhiều hơn đấy, nhưng mà không sao đâu, chị sẽ thiết kế làm sao cho nó vừa vặn. Các em có nhớ cái chiếc thùng này không? Đây là thùng sữa cool mà chị ấp lần trước nhưng mà không nở, chị sẽ cho vào đây. Sau đó sẽ cho cái khay vào đây, em thấy không? Bây giờ mình sẽ đục lỗ xung quanh để lắp cái máy ấp trứng này, và sẽ đục những cái lỗ nhỏ để thoáng khí. Và sau đó chị sẽ làm một cái cửa sổ để quan sát à, tại vì là lúc mà trong cái thời gian mà mình ấp á, là mình không có nên mở cái nắp thùng ra. Các em hiểu không? Chị sẽ đậy cái thùng này thật là kín. Tuy nhiên chị sẽ làm một cái cửa sổ phía bên ngoài trong suốt để mình có thể quan sát được, xem là ví dụ như mỗi ngày á, chị vào quan sát xem là có cái trứng nào có dấu hiệu nở hay chưa, rồi đã nở em nào chưa, để chị còn biết cái tình huống tiếp theo, để khi mà em gà mà nở ra khô lông thì chị sẽ đưa em ấy ra ngoài, chứ không có để ở trong cái thùng này kín như vậy nhé. Chị sẽ dùng bút và thước để đánh dấu cái chỗ mà mình sẽ đục cái lỗ để bỏ cái máy ấp trứng vào nha. Tiếp theo chị dùng dao rọc giấy đó, để rạch những cái đường như thế này. Vì đây là thùng xốp cho nên là mình rạch rất là dễ luôn đó các em. Few moments later. Rất là dễ dàng đúng không các em? Rồi, chị sẽ thử với cái máy xem có vừa không. Mà chị nghĩ là chắc chắn là vừa rồi. Trời, vừa khít luôn nè các em. Như hồi nãy các em cũng đã thấy thì chị sẽ đấu hai cái đầu này lại với nhau. Đã xong phần của cái máy, bây giờ chị sẽ làm phần cửa sổ. Cửa sổ thì chị sẽ làm cùng bên với cái máy luôn nha, để mình tiện thể mình quan sát cái máy nhiệt độ độ ẩm ở đây. Và ở đây là cái cửa sổ để mình quan sát những cái trứng bên trong. Tương tự như hồi nãy thì chị cũng dùng bút để điểm các điểm đó, và sau đó sẽ rạch và liên kết chúng với nhau. Chị cần làm một cái khoảng trống nhỏ ở giữa như thế này nha, nhỏ hơn cái cánh cửa luôn. A few moments later. Làm xong thì các em sẽ hiểu là chị đang muốn làm cái gì. Ở đây chị đã chuẩn bị một cái bìa lá trong suốt, chị sẽ áp lên đây. Đó,
lấy băng keo dán cố định nó lên. Và sau đó đặt vào đây nha. Wow. Ok đúng không? Chúng ta đã nhìn được vào phía bên trong rồi đấy. Đó, cửa của chúng ta đã đóng ra mở vô được rồi nè các em. Trời, những cái xốp li ti này nó bám đầy người này khóc chị rồi nè. Đúng là hy sinh về nghệ thuật đúng không? Đây. Hình thành xong cái này. Vẫn chưa xong đâu các em ạ. À, theo hướng dẫn thì chúng ta cần đục khoảng từ 10 đến 20 lỗ cho cái thùng xốp này có thể lưu thông cái không khí. Tuy nhiên là không phải là đục lỗ to quá mà là nó hơi vừa vừa thôi. Bây giờ chị sẽ đục cho chúng ta xem. Đục phía bên này ha. Rồi, vậy là chị cảm thấy là nó gần xong rồi đó các em. Bây giờ mình sẽ đậy lại nha, đậy kín cái nắp thùng này lại. Trong thời gian 21 ngày thì chị sẽ không có mở cái nắp thùng. Mà khi nào cần thì chúng ta sẽ mở cái cánh cửa sổ bên này ha. Các em ơi, các em có thấy lúc mà chị mở cái nắp ra thì chúng ta quan sát bên trong rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà khi mà chị đóng nắp thùng lại á, bên trong nó tối thui à, chúng ta chẳng nhìn thấy gì hết. Vì thế chị Gà Chu quyết định là sẽ lắp thêm một cái bóng đèn phía bên trong cái thùng này để cho khi mà chúng ta nhìn phía bên ngoài á, dễ dàng quan sát bên trong. Chị sẽ cho chiếc đèn vào đây. Các em nhớ chiếc đèn này không? Lần trước chị ấp em Việt thì chị đã lấy chiếc đèn này để sưởi ấm cho em Việt đấy. Mình bật thử công tắc nhé. Sáng chưa? Rồi, chị sẽ đậy cái này lại và bật lên thử cho chúng ta xem. Trời ơi, nhìn thật là dễ thương đúng không các em? Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa xong đâu. Việc cuối cùng đó chính là cấp ẩm. Khi mà cái máy áp trứng của chúng ta chạy á, thì nó sẽ phát ra cái nhiệt độ để cho quả trứng phù hợp cái nhiệt độ giống như là gà mẹ ấp. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải cấp ẩm, tức là chúng ta sẽ bổ sung nước vào phía bên trong. Không phải là mình đổ nước đâu vào đâu, mà mình sẽ dùng một cái khay hoặc là chị đã dùng một cái lọ như thế này. Chị sẽ cho vào ha. Đó, mỗi lần mà thay nước ví dụ như là sau lâu ngày thì nước của chúng ta nó sẽ vơi, nó hết đi, nó khô đi, thì mình sẽ thay bằng đường này ha. Đó, các em thấy nước không? Nhớ chị để đây ha. Chị Gà Chu vừa mới trang trí những cái sticker yêu thích lên trên cái thùng này để cho nhìn nó dễ thương. Và ở đây chị có một cuốn giấy nốt unicorn. Các em biết để làm gì không? Để là mỗi ngày chị vào đây, chị quan sát thì chị sẽ ghi lên cái tờ giấy nốt. Đó, ví dụ như vậy nè. Hôm nay là thứ tư. Đó, ngày 30 tháng 6, 2021. Chị sẽ ghi vào đây. Và dán lên đây. Mỗi ngày vào kiểm tra thì chị sẽ ghi thêm một cái tờ giấy nốt. Đây ha. Theo như sự tìm hiểu của chị thì sau 20 đến 21 ngày thì trứng của chúng ta sẽ nở. Tuy nhiên chúng ta sẽ soi trứng vào ngày thứ 7 này, ngày thứ 14 này, ngày thứ 18, 19. Hy vọng là đợt này sẽ có phôi. Đợt trước á, chị đã lỡ hẹn với các em, chị cũng đã ấp một mẻ. Tuy nhiên do là chị đảo trứng không có đều cho nên là nó không thể thành phôi được. Và sau đó trứng nó bị ok em ơi. Hy vọng là mình thành công ha. Hey, ngày thứ 7 chị sẽ soi trứng. Tuy nhiên như chị đã nói, ngày nào chị cũng sẽ vào để kiểm tra thử xem là tình hình như thế nào, cái khay đảo này nó đảo trứng nó có đều hay không. Thì nếu như mà nó không đều thì chị sẽ kịp thời cấp cứu cho nó, đúng không các em? Bây giờ chị sẽ bật máy lên. Đó, khi mà bật máy lên, máy của chúng ta chạy thì cái tiếng tít tít này á là
để báo hiệu cho chúng ta là cái nhiệt độ chưa ổn định. Sau một hồi khi nhiệt độ trong thùng đã ổn định rồi thì cái tiếng tít tít đó sẽ tự động tắt nhé. A few moments later. Đó, các em thấy không? Sau một hồi khoảng 7 đến 8 phút thì nhiệt độ của chúng ta đã ổn định là 37,4 độ C. Nhiệt độ lý tưởng sẽ là từ 37 đến 38 độ nha. Và cái đèn của chúng ta nó đã chuyển qua màu xanh. Và tất nhiên là khi nhiệt độ độ ẩm ổn định thì tiếng tít tít cũng biến mất. Ây da, các em ơi, đến bây giờ thì tất cả các công đoạn đã hoàn thành. Và nhiệm vụ của chị sẽ là quan sát mỗi ngày, ghi lại, soi trứng và báo cáo kết quả với các em. Thì các em hãy chờ đợi nha. Chúng ta sẽ có 21 ngày nhưng mà trong cái thời gian 21 ngày đó có thể là chị sẽ làm thêm video để báo cáo cho chúng ta nhé. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên bấm like cho chị nha, để chị có động lực chị làm những cái video báo cáo tình hình kết quả cho các em. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong những video sau.